Chúng ta sẽ tiếp tục cái buổi trước. Tôi sẽ nói về cái sắp xếp nhanh nha. Và quay lại cái thuật toán sắp xếp nhanh nhé. Trước là tôi nói sơ qua về cái ý tưởng thôi, mà ta vào đi sâu vào kỹ hơn, phân tích nó và ta lập trình ta cả luôn. Và chúng ta sẽ so sánh cái này với cái sắp xếp chuẩn của buổi hôm trước nhé. Thuật toán sắp xếp nhanh. Đây là một toán rất là hay. Xếp nhanh. Cái này gọi là quick sort. Thì nhắc lại trước về ý tưởng. Ý tưởng của cái thuật toán xếp nhanh rất là đơn giản, sử dụng hoàn toàn là chi để trị. Rất đơn giản như sau. Tức là nó là chi để trị, cho nên là cho trước cái dãy ban đầu đây là A đây, làm sao để sắp xếp được ấy. Sắp xếp được thì nó vẫn phải chia ra làm hai phần. Chia làm hai phần và sau đó nó cứ chia nữa. Chỉ khi nào nó chia hết thì thôi. Chia ra đó chúng ta nó sẽ combine lại và tạo thành một cái dãy đã được sắp xếp xong. Vẫn là chia nhỏ ra, chia nhỏ chính là chia để trị. Nhưng vấn đề là chia như thế nào? Đấy, thì cái này lý tưởng nó là như này, không phải như là sắp xếp trộn. Sắp xếp trộn là nó chia đôi luôn và nó trộn lại. Nó chia chia nhỏ mãi và nó trộn lại để sao cho bảo đảm cái tính sắp xếp của nó. Còn cái thằng này thì nó hơi khác một chút. Thì ý tưởng là như sau nhé. Ý tưởng là như sau. Tôi nhắc lại cái ý tưởng của cái em là như sau. Tức là đây là A đây, thì nó sẽ tìm ra được một vị trí này nó gọi là vị trí chốt. Chốt nó gọi là pivot, rất quan trọng. Pivot là một cái chỉ số, nó tên nó là chốt, gọi là chỉ số chốt nhé. Số chốt và có một cái giá trị của nó tương là giá trị của nó là giá trị chốt. Giá trị chốt. Đấy. Như này. Và khi nó tạo ra được cái giá trị chốt này rồi thì là nó sẽ làm cái việc là nó là phân đoạn. Như sau. Nó sẽ biến đổi nào đó để sao cho là bên trái toàn là nhỏ hơn cái giá trị pivot này, bên phải sẽ toàn là lớn hơn. Ý của nó là như vậy. Thì cái thuật toán mà tạo ra cái này nó gọi là toán phân đoạn. Thì có lẽ cái toán phân đoạn này mới là cái thuật toán quan trọng nhất của cái sắp xếp nhanh. Thì anh nó gọi là partition. Thì thuật phân đoạn này nó sẽ chỉ được cái vị trí là pivot này. Mục đích của phân đoạn là tạo ra cái vị trí pivot mà để sao cho là sau khi mà phân đoạn ra đấy thì bên nửa bên trái là nhỏ hơn bên nửa là nửa bên phải. Như vậy cái mục đích của phân đoạn là cái gì? Cái mục đích của cái phân đoạn là tạo được cái vị trí, tìm được cái vị trí pivot sao cho cái bên trái, tất cả cái bên trái của pivot sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái bên phải của pivot. Thuật toán nói nó gọi thuật toán phân đoạn, và thuật toán phân đoạn này nó sẽ trả lại cái vị trí pivot này. Như vậy là cái thuật toán phân đoạn nó như sau, nó được mô tả là partition, đúng không? Partition và nó sẽ chỉ ra được cái nó là tổng quát và nó là đầu vào của nó là cái một cái dãy A và một cái địa chỉ là left
Vâng, địa chỉ bên phải là Roy. Khi mà gọi thì nó sẽ gọi là partition là A là 1N, nhưng mà đây là cái mô tả tổng quát của cái, thì cái này nó sẽ trả lại cái giá trị là P. Thì P chính là cái vị trí hay là cái chỉ số phải vuông. Được chưa? Thì đây là cái thuật toán phân đoạn, thuật toán quan trọng nhất là nó trả lại giá trị là một cái chỉ số là P, chính là pivot. Khi nó trả lại rồi thì ở bên trái của A, bên trái của cái pivot này là nhỏ hơn toàn bộ ở bên phải của pivot. Chưa? Như vậy là giả sử cái partition này tạo rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng áp dụng sử dụng pivot này để tạo ra cái thuật toán sắp xếp nhanh như sau nhé. Bây giờ giả sử cái partition đã có rồi thì chúng ta sẽ cái thuật toán chính là như sau. Chính như sau. Thế nhé. Nó chính là như thế này. Đây giả sử chúng ta gọi như sau này. Thuật chính có tên là quick sort. Quick sort. Cũng vậy nó là sort từ A nhé. Và left nó có hai chỉ số là left và right, chỉ số của trái và phải. Mình nhớ đây là quick sort nhé. Tôi sẽ mô tả cái quick sort này thì mô tả như sau, là chúng ta sử dụng cái partition trên kia, chúng ta làm như sau. Nếu mà left mà lớn mà left mà bằng right chúng ta bỏ qua, chúng ta coi như là trả về luôn, nhưng vấn đề là phải là if left nhỏ hơn right thì mình phải làm, không có thì thôi. Dãy A là phải từ left đến right nó phải lớn một phần tử trở lên, thì chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất chúng ta đặt là p bằng partition, đấy là gọi lệnh partition nhé. A left right, ta gọi cái này thì nó trả lại cái pivot sau lệnh này. Sau lệnh này thì các bạn thấy là cái dãy A này ở bên trái cái P này sẽ nhỏ hơn A ở bên phải của P. Nhưng mà P nó là phân đôi ra, phân đôi cái phân đoạn đôi là một nửa, nửa trái sẽ nhỏ hơn một nửa bên phải. Rất hay là cái đó. Sau đó chúng ta sẽ gọi đĩa quy cho cả hai phần, gọi bên trái và gọi bên phải. Nên chúng ta gọi thêm đĩa quy, quick sort. A ở bên trái là left và P trừ 1. Vì cái P nó là chuẩn rồi mà, cho nên là P không cần phân được một P này, P là vị trí này, P chỉ là vị trí này này. Đó. Bên trái là nhỏ hơn phải, nhỏ hơn ta áp dụng ra bên trái không cần bỏ qua cái P đi. Đấy, bỏ qua P nhé. Đấy. Xong gọi tiếp lần nữa là quick sort. A và bên phải P cộng 1 rồi. Đây chính là cái thuật toán sắp xếp nhanh vô cùng đơn giản, các bạn có thấy không nào? Nó có đúng bốn lệnh, một hai ba bốn, rất là đơn giản, bốn lệnh mà nhìn thấy ngay là cái quan trọng nhất chính là cái partition này. Đấy, được chưa? Vì khi mà gọi gì chính nó sẽ ta chỉ gọi như sau, cái lời gọi chính nó sẽ là quick sort A 1N. Nếu mà dạy chúng ta là địa chỉ là từ là chỉ số là từ 1, còn nếu mà trong Python thì ta phải viết là từ 0 và N trừ 1. Đây là cái lời gọi chính này, lời gọi chính. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả ngay bây giờ cái thuật toán partition trước đó rồi mình sẽ nhắc lại. Bây giờ mô tả cái lệnh cái hàm này làm nào rất quan trọng. Mà cái hay nhất của quick sort là cái thuật toán partition nó chỉ có cái độ phức tạp là n thôi, ON. Cho nên là cái thời gian của gọi quick sort sẽ là bằng tổng hai cái này cộng với ON. Bạn sẽ lát nữa tôi sẽ chứng minh thì ta sẽ suy ra nó là nhanh, nó vẫn là n log n, tức là nó có độ phức tạp tương đương với là sắp xếp trộn nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái thuật toán là partition như sau. Đây tôi sẽ vừa mô tả thuật toán, tôi vừa cái em vừa
vừa vẽ ra là chúng ta hình dung nhé. Vision này. A, left, voir. Mình làm thuật toán này sẽ làm như sau. Sẽ phải luôn luôn là thay đổi vị trí các phần tử. Làm sao cho chỉ tìm được cái phần tử là cái giá trị, cái vị trí là pivot. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nó rất là đơn giản. Thật ra cái người mới mà tìm hiểu thì nó khó thôi, chứ ai mà tìm hiểu kỹ vào thì rất đơn giản như sau nhé. Đây, đầu tiên là nó không phải chọn cái vị trí pivot ngay, mà nó phải tìm, nhưng mà nó chọn là cái giá trị của pivot luôn, giá trị của pivot luôn. Đấy, như sau nhé. Đây, nó sẽ đặt là bây giờ ta đặt là p bằng cái p nó sẽ thay đổi, p đặt bằng tại left. Và nó đặt luôn cái giá trị pivot của chúng ta, pivot thì là pivot, giá trị pivot nhé, đặt bằng là a của p. Đây, như vậy là ban đầu đây nhé. Đây, đây là left này, y này, và đặt luôn này p luôn, đây chính là p luôn. Đây, mà cái pivot này chính là cái ap, ap ở đây nhé, đây là ap này, nằm ở đây này. Được chưa? Rồi, thì mai kia nó sẽ chuyển cái P này vào đây. Và nó chính là cái vị trí mà ta cần tìm. Đây. Đấy. Thì vấn đề là như sau. Nó sẽ dùng cái biến là đặt biến Y. Y là đặt bằng P. Đấy. Vậy cái vị trí Y sẽ ở đây. Và sau đó là nó cho cái biến G chạy từ đây. Để biến G chạy từ đây, chạy về đây. Làm như sau là for g in for bằng là p left bằng left cộng 1 đúng không, to right. Như vậy là toàn bộ các thuật toán này nó chỉ cần gì, nó chỉ cần là một vòng lặp thôi. Nó chỉ cần một vòng lặp thôi, nó không cần nhiều. Chúng ta sẽ thấy nhé. Đây. Một vòng lặp thôi. Đây là cái vòng Y này, một vòng lặp thôi nhé. Bây giờ G trên từ left. Đấy, G từ đây này. Y này. Đấy. Được chưa? Rồi. Thì di chuyển đâu nó sẽ làm việc cái đó, được chưa? Trong quá trình mà chạy thì là đây, P sẽ nằm ở đây nhé, Y sẽ nằm ở đây, C nằm ở đây, di chạy, Y là một trong gì tôi cho nó là ngay bây giờ nhé. For G từ left cộng 1, đây từ đây này, đến đây vị trí này này nhé, rồi. Thì như sau này, bây giờ kiểm tra nếu mà if A mà G nhỏ hơn hoặc bằng pivot. Nếu mà ở đây mà tìm G mà thấy phần tử AG mà nhỏ hơn cái pivot này thì chúng ta đổi chỗ sang với Y này. Đấy. Thì như sau này, nếu cái này nhé thì nó tăng Y lên Y cộng 1 và đổi chỗ Y cộng 1 vì Y tăng lên một đơn vị và đổi chỗ là A, I, A, G. Cứ thấy nhỏ hơn thì nó đổi chỗ thì bảo đảm rằng là cái AI này nó phải bên AI bên này nó phải nhỏ hơn cái nó phải nhỏ hơn cái AP này. Như vậy là cái vị trí bây giờ là như sau, là cái vị trí bảo đảm là từ đây tới đây này nó nhỏ hơn được bằng AP. Đó, nhỏ hơn. Và từ đây tới đây là nó lớn hơn hẳn AP. Như vậy cái Y nó mới chọn như vậy là nó di chuyển sang bên phải, cặp cái nhỏ hơn nó đổi sang bên này. Như vậy cái Y này là cái vị trí nó ngăn đôi ra như này, ở bên trái của Y sẽ là nhỏ hơn là bằng AP, bên phải của Y đến Y là lớn hơn hẳn AP. Khi Y chạy tới đây là xong. Thì lập tức cái Y nó cũng di chuyển như vậy, cả Y cả G cũng di chuyển sang phải. Khi mà G tới đỉnh bên phải
thì y này chính là cái chỗ phần đoạn về đổi chỗ nhé. Đổi chỗ xong rồi thì cuối cùng ra đây, ra ngoài này thì nó đổi chỗ một lần nữa, nó đổi chỗ của AP và AI và cuối cùng ở đây là nó return y. Đấy chính là cái thuật toán rất đơn giản, phân đoạn chỉ cần một vòng lặp thôi. G này, G chạy từ từ left cộng một cái bên này này, đấy này nhé, đấy đi chạy trong quá trình dạy thì là khi chạy vẫn tới đây thì là xong luôn, chạy tới hết này là xong luôn, vẫn đổi chỗ lần nữa. AP AI sẽ lúc đó đóng vai trò là cái AI này, nó đóng vai trò chính là cái pivot và dừng lại. Thì như vậy là toàn bộ khi mà kết thúc nhá, khi mà kết thúc thì như thế này, đây là Y đây, nó đổi chỗ cho AP thì chi đây chính là AP đây, chính là AP. Như vậy bên trái của cái điểm đây chính là P đây, là nó nhỏ hơn AP, bên phải là hơn AP. Y với G nằm ở đây rồi, cho nên là sau đúng một vòng lặp như vậy thì ta sẽ làm được chuyện phân đoạn đó, mà chỉ mất ON thôi. Đấy, thì đó là toàn bộ cái thuật toán sắp xếp mà nhanh, nó rất là nhanh. Bây giờ tôi sẽ cài đặt luôn cho chúng ta xem nhé. Đây, đang làm thử nhé, làm luôn này, là sắp xếp nhanh nhé. Chúng ta có hai cái một thủ tục thôi, rất đơn giản. Một thủ tục là partition. Partition. Dãy A ban đầu này, left right. Như vậy đây là thủ tục mà tạo ra cái phân đoạn của cái dãy A từ vị trí left đến vị trí right, từ chỉ số left đến vị trí right. Làm tổng quát đánh lại này. P bằng left này là cái vị trí ban đầu ở bên trái rồi, sau đó là cái sau đó đặt điểm pivot, chính là cái bài vote của tôi hiệu đây chính là cái giá trị chốt, chính bằng là a left ap ban đầu. Mà như vậy chúng ta chọn kia giá trị pivot ấy, giá trị mà sẽ để dùng để phân cách ấy, là cái vị trí giá trị a ở bên trái, được chưa? Rồi sau đó chúng ta đặt y, bắt đầu y sẽ là tầng p mà chúng ta sẽ di chuyển đến g, for g in range. Đây là chạy từ đâu, chạy từ left cộng một, nhớ lại toàn nhé, chạy đi vị trí right, tức là right từ left cộng một đến right, nó là cái đó đúng không? Thì chúng ta nhớ lại cái thuật toán này này, này, này. For g từ left cộng một đến right, và nếu g nhỏ hơn pivot thì ta phải đổi chỗ. Đây là if, đúng không? If g mà nhỏ hơn hoặc bằng pivot thì chúng ta tăng y lên một và đổi chỗ với y. Nhưng mà sao lại tăng y ạ? Vì sao tăng y nhé? Vì là y bắt đầu y là p rồi, trên cái vị trí là ban đầu là y là p, nhưng vị trí ban đầu ai ban gốc của nó là nó nhỏ hơn nó bằng pivot rồi. Bây giờ muốn gặp cái nhỏ hơn thì ta sẽ để sang bên cạnh y, chứ không không thể nào mà bên này đấy nhá. Ta gặp một cái đây nhá, chúng ta khi gặp một cái phần tử đây này nhá, cái vị trí y hiện thời là vị trí y là cái AI luôn nhỏ hơn nó học pivot rồi, cho nên nếu mà gặp vị trí g mà AG ở đây này, AG mà nhỏ hơn nó bằng pivot thì chúng ta phải tăng y lên một đơn vị và đổi chỗ sang y, không phải đổi chỗ sang y vì y lượng y AI nó nhỏ hơn rồi là không được, ta phải tăng y lên một đơn vị mới đổi thì nó mới đúng. Vì y chính là cái vị trí mà sẽ vị trí cuối cùng mà sẽ nhỏ hơn, thì phân tử nó nhỏ hơn nó bằng là pivot, chứ phải tăng y lên một đơn vị đó.
Em thưa thầy, có phải là do lúc đấy là tăng y à, lúc đấy là pivot thì nó chuyển sang là giá trị y cộng một đúng không ạ? Cái chỉ số y cộng một. Đúng thế, đúng thế. Tức là cái AG nền nó sẽ nhỏ hơn pivot, từ bên phải nó chuyển sang vị trí y cộng một. Y cộng một, được chưa? Pivot là sẽ chuyển sang y cộng một đúng không ạ? À, y cộng một ạ. Là chỉ số vâng ạ. Tức là ở cái đây là gì, là cái biến 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 y chạy và biến y cũng cũng chạy theo nhé, nhưng mà nó chạy chậm hơn, thế là đó tùy thuộc vào cái này chung cái này rất là hay luôn, cái phần này cực hay luôn các bạn, sao các bạn có thể này này đấy, mỗi cái này có hai cái vòng này, cái vòng for này phải vòng ít đi thôi đấy. Các bạn thấy nhiều khi là một công trình khoa học của tin học chỉ lấy này thôi, cái ông này ông nghĩ ra cái tin thuật toán này có vài dòng này thôi, nhưng mà nổi tiếng khắp thế giới chỉ có 2-3 dòng này. Thật ra sau này khi chúng ta làm nhiều ấy, chỉ một vòng lặp thôi, chỉ một vòng for thôi là đủ bảo vệ một loạt tiến sĩ về 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 tin học, về thuật toán. Có thể là nghĩ được cái này, hai cái này rất là hay luôn, nó rất là giật, rất là hay. Như vậy là sau vòng lặp ấy thì G sẽ chuyển về phía cuối cùng đó, thì y sẽ di chuyển đến cái vị trí mà ở phía trước y là nhỏ hơn pivot, sau y là hơn pivot, được chưa? Thế bây giờ để chốt lại lần nữa, chúng ta phải đổi chỗ từ AP và đổi chỗ của AP là đầu. Đổi chỗ một lần nữa. Đấy. Vì suốt từ nãy giờ là chúng ta pivot nằm ở phía bên trái, bây giờ ta phải chuyển pivot sang vị trí y. Lệnh này là gì? Lệnh này là chính là chuyển pivot, chuyển giá trị của pivot sang vị trí y. Đó. Thì vẫn bảo đảm là bên phải của p, bên phải của y là bên trái của y là nhỏ hơn bằng 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 bằng, bằng pivot, bên phải của y là lớn hơn pivot. Và ở đây chúng ta sẽ dừng lại ở đây và return y. Đây chỉ là thuật toán phân đoạn, thuật toán này mình vô cùng hay luôn, rất là hay. Và bây giờ nó vẫn phát triển cái này, vẫn phát triển, vẫn mở mang xem nó có thể hơn một thế nào không, nhưng mà cái toán dừng ở đây là rất là hay rồi. Mà thuật toán này các bạn thấy không, nó tách cái dãy chúng ta làm hai phần với cái giá trị pivot là tôi chọn trước. Pivot là cái gì? Pivot, giá trị pivot của tôi là cái giá trị của phần tử a ở đầu dãy, ở đầu bên trái dãy. Là alet đây, AP đây nhé, và chỉ một vòng lặp thôi, là tức là chia làm đôi cái dãy ra làm hai bên, một nửa bên trái sau cái trước p là trước cái y là nhỏ hơn hoặc bằng pivot, bên phải sau y lớn pivot đó. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kia, chúng ta sẽ đây là được thuộc chính, thì cái này nó rất đơn giản vì chúng ta đã có cái kia rồi, chúng ta đã có được cái phân đoạn rồi, thì cái này nó rất là đơn giản, được chưa? Đấy. Chúng ta làm cho là if left nhỏ hơn right thì mình làm bằng thì thôi, chúng ta bỏ qua. Đấy. Chúng ta đặt cho chúng ta p bằng, biểu là p ở đây nhé, p là partition. Partition left y. Sau chúng ta gọi đĩa quy, chỗ này là chỗ chia này, chỗ này chính là chia này, còn gọi đĩa quy chính là trị đấy, chia để trị đấy, quit sort, quit sort gọi là quit sort là a left và p trừ một, vì lúc p là cái mà cái vị trí mà cái chỉ số pivot mà chúng ta ở giữa rồi, chúng ta lấy p trừ một thôi, còn bên phải sẽ là quick sort p cộng một, được chưa? Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta làm thử nhé, chúng ta đặt v ở đây, vị trí chính đây, chúng ta đặt ví dụ như là 3 1
6, 2, 10, 9, 5, 4, 5, 12, 0. Mà sử như vậy nhé. Đây. Chúng ta mình chỉ được gọi thôi. Chúng ta gọi cái quick sort. Quick sort A từ 0 đến N 1 chính là len của A 1. Đấy. Gọi như này thôi. Chạy thử nhé, vì tôi ghi lại này. Tôi ghi là quick sort. Quick sort. Đấy. Thì tôi pin thử ra nhé. Thì pin thử ra A có đúng là nó xuất hiện chưa nhé. Chạy thử này. Đúng rồi này, chắc là đúng rồi nhé. Như vậy là khi ta thuộc lòng cái này rồi, ta thấy nó rất là đơn giản. Đấy, rất đơn giản. Được chưa? Rồi, thế bây giờ trước khi mà chứng minh, tôi sẽ phân tích một chút. Mà trước khi phân tích thì tôi sẽ làm luôn cái chuyện này trên màn hình để chúng ta thấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bây giờ chúng ta nhớ lại hôm trước mà chúng ta làm cái đề ghi. Bây giờ chúng ta làm đề hôm trước chúng ta học cái must cái gọi là gì, cái là sắp xếp chọn. Và học trước là không biết chứng minh rằng là gì, là cái sắp xếp chọn là có độ phức tạp thời gian là n log n. Bây chúng ta hãy so sánh cái thằng này với thằng quick sort mà chúng ta sẽ sau cho chứng minh sau nhé. Bây giờ tôi sẽ copy để sang copy sang bên kia để tôi quick sort ở đây nhé. Đây bây giờ tôi copy để sang bên này. Rồi, nhưng mà chúng ta có hai thuật toán ở đây. Thuật toán là merge sort là sắp xếp chọn. Đây là tôi bổ sung trước đây. Để copy ở đây nhé, copy lại. Đây là quick sort, có hai thuật toán. Bây giờ tôi sẽ so sánh. Tôi sẽ so sánh xem là cái này không cần nữa, này tôi đóng lại. Tôi so sánh hai cái anh này sẽ làm cho nhanh hơn nhé. Bây giờ tôi làm một quy trình, tôi sinh dữ liệu, sinh cái bộ dữ liệu tổng quát và tôi làm thử nhé. Đây. Cái này là chỉ copy lại hôm trước thôi. Bây giờ tôi đây mình muốn thế tôi phải có một vài cái động tác như này. From thì đến chúng ta phải có cái time import cái hàm này này, cái hàm bảo perform on counter. Rồi tiếp theo để sinh dữ liệu tổng quát tôi from cái module time import kia hàm render in. Render in. Đâu không thấy nhỉ? Render in. Không có sự lỗi khỏi from time thật nào nữa. From random chứ. From random import render in. Đấy. Cái performance counter này thì lấy từ cái là boolean time, còn cái range in là cái hàm sinh ngẫu nhiên số tự nhiên trong khoảng hai số cho trước là từ cái boolean random. Rồi tôi bây giờ mới sinh này, đây như là chỗ này tôi viết cái hàm def sinh dễ nhé. N phần tử ngẫu nhiên, yeah. N phần tử. Các bạn đấy, các phần tử này lấy từ một đến n đi. Tôi làm ví dụ như là nhé. Rồi tôi làm như sau này, a bằng rồi for e in range n như vậy kia. Cái vòng lặp này là n lần như vậy. Ta sinh ra n số đưa vào a. Đây, a này. Append cái gì? Tôi dùng cái hàm range in. Đấy. Range in. Tôi lấy từ 0 đến n đi. 0 đến n. Vậy là sinh ngẫu nhiên. Các phần tử của A lấy ngẫu nhiên từ 1 từ 0 đến n. 0 đến n. Ngẫu nhiên. Nhé. Lấy ngẫu nhiên. À, sau đó tôi return. Return A. Chẳng lại A. Vậy là cái hàm này nó sinh ra một cái dãy A ngẫu nhiên.
Giờ bây giờ tôi làm thử cái này nhé. Đây, tôi làm, bắt đầu làm này. Tôi sinh ngẫu nhiên A thôi nhé. Ví dụ tại N tôi cho nó bằng, đây là cho chạy N bằng bằng 1000 trước nhé. Và A bằng sinh dãy N. Tôi sẽ kiểm tra trên hai cái thuật toán là sắp xếp trộn, sắp xếp nhanh, xong kiểm tra thời gian của chúng. Thì muốn như vậy tôi sẽ phải, vì hai cái hàm này nó đều hai cái hàm sắp xếp này nó đều làm trực tiếp trên dãy, cho nên chúng tôi phải tạo ra hai cái dãy khác. Cái A tôi giữ nguyên, tạo ra hai dãy B và C thì tôi sắp xếp trên B và C. Thì muốn tạo ra hai dãy mà không nhảy đến A, tôi phải dùng cái hàm này. Tôi phải dùng cái hàm là hàm copy. Nó sinh ra lệnh này, nó sẽ tạo ra một cái bản sao của A, nhưng mà nó là một đối tượng khác của A, chứ không phải là hai cái này là cùng chọn được bằng một đối tượng A, B, A là hai đối tượng khác nhau nhưng mà cùng giá trị đó. Và C cũng là như vậy, C tức là A bằng copy. Và nhớ nhé, chưa, nếu mà viết là B bằng A thì không được, viết B bằng A đấy, viết trong Python viết B bằng A thì A, B nó sẽ là hai cái tên cùng chọn vào một đối tượng, cho nên khi mà B sắp xếp trên B thì A nó cũng thay đổi theo vì nó là một đối tượng. Người ta cần là tạo ra hai đối tượng khác nhau, như vậy là B đối tượng khác với A và C khác A, nhưng mà B và C là cùng giá trị như A đó. Rồi tôi bắt đầu làm này. Đầu tiên là tôi đặt cái T1 bằng performance counter, tính thời gian nhé. Sau đó tôi tính quick sort trước nhé. Quick sort này, quick sort trên B này, trên B nhé. Trên B trước nhé. Làm xong rồi thì tôi tính T2 bằng performance counter. Đấy. Xong tôi print ra cái thời gian chạy. T2 trừ T1 in ra cái thời gian mà chạy cái sắp xếp nhanh trước. Rồi, sau đó bước theo tôi lại làm lại như vậy. T1 bằng performance counter. Và tôi tính cái gì? Tôi tính dùng cái hàm merge sort. Đây. Merge sort. À, những này có mỗi A này phải xem. Mới để merge sort có mỗi A không này. Đây. Merge sort A như vậy. Sắp xếp mà trộn xong, tôi tính T2 bằng performance count. Sau tôi cũng như vậy, tôi print. Print kia T2 trừ T1. Được chưa? Để tôi xóa lên nhé. Thế như vậy chúng ta làm như sau này. Chương trình sẽ in ra hai con số. Con số thứ nhất ý, là thời gian chạy cho cái việc sắp xếp nhanh. Và cái thứ hai là thời gian chạy cho cái sắp xếp trộn. Cả hai này, thuật toán này đều có cái thời gian chạy là log n, log ô lớn n log n cả, nhưng mà là cùng mức. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng là vì sao cái ông mà ông hoa là cái ông mà đầu tiên nghĩ ra thuật toán này, ông ta đặt tên cho thuật toán của mình là quick sort, vì ông ta thấy nó quá nhanh hơn hẳn với cái merge sort, chúng ta đặt tên như vậy. Bây chúng ta cùng làm thử nhé, chạy thử nhé. Bây giờ đầu tiên n bằng 1000 trước này, chạy thử xem nó ra thời gian là bao nhiêu nhé. Chú ý là đầu tiên là quick sort. Như vậy là VN vào 1000 thì quick sort tức là 0,07 giây. Trong cái đó thì merge sắp xếp trộn nó là 0,13 giây. Đấy. Nó rất nhanh rồi đấy. Bây giờ chúng ta cho sang thân đây thêm là 10.000 nhé. Chạy thử. Thân đầu gọi là 0,12 vẫn là 0,1 giây. Đấy. Rồi tôi làm nhầm lần nữa thế này. Bây giờ tôi tăng lên là 100.000. Rồi đấy nhá. Như vậy là cái thằng đầu tiên nó sẽ là 1,3 giây, thằng là sắp xếp nhanh, sắp xếp mà trộn là 1,8 giây. Cho chậm hơn một chút đúng không nào? Bây giờ tăng lên là 1 triệu đúng không nhỉ? Đây là 1 triệu rồi đấy. Tự nhiên. 1 triệu chắc chờ hơi lâu lắm. Chúng ta sẽ kiểm tra ngay tại chỗ để chúng ta có cảm nhận về cái thời gian chạy của thuật toán.
Vậy thì các bạn thấy là nó rất là hay ở chỗ này. Cái vấn đề là cái sinh này là phải sinh rất là ngẫu nhiên thì là nó mới ra nó mới đúng. Vậy là kia với cái bài này thì với n bằng 1 triệu thì cái sắp xếp nhanh sẽ ra là 14 giây. Các bạn chú ý rằng là cái Python nó chạy chậm hơn so với C rất nhiều lần, 4 lần chứ là 10 lần. Cho nên cái bài này nếu mà chúng ta chạy trên C thì cái bài 1 nó chỉ khoảng 1 giây thôi. Cái 2 chỉ là 2 giây. Như vậy là ở thời điểm này ở cái n bằng 1 triệu thì sắp xếp trộn nó là chậm hơn so với gấp đôi so với sắp xếp nhanh. Các bạn thấy không nào? Cảm nhận như vậy là vì sao mà cái ông Hoa là cái ông mà đầu tiên nghĩ ra cái này vào năm 1960 ấy, ông ta gọi cái này là sắp xếp nhanh. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại đây, bây giờ tôi sẽ phân tích một chút cái thuật toán này. Thì chúng ta sẽ phân tích nhé. Chứng minh cái này khó mà tôi sẽ không chứng minh, mà tôi sẽ phân tích một chút để chúng ta hình dung là thôi phân tích này. Phân tích cái thời gian chạy, sắp xếp. Thời gian chạy. Thì bây giờ tôi... Này, bây giờ tôi phân tích như này nhé. Trường hợp xấu nhất là cái gì? Trường hợp xấu nhất nhé. Chúng ta nhớ lại cái thuật toán này. Thuật toán của chúng ta là như này này. Đầu tiên là P bằng partition. Partition A left. Nhớ lại cái đó nhé. Nhớ lại cái thuật toán. Cái này chúng dễ nhìn, dễ nhé. Sau đó là chúng ta gọi quick sort. Quick sort A một nửa đầu left cho đến P trừ 1 đấy, và quick sort quick sort A là P cộng 1 gọi. Được chưa? Được rồi. Nhưng mà trường số nhất thì trường số nhất là A là trường số nhất là cái A mà sắp xếp đúng rồi, sắp xếp tăng từ đầu. Cái này nó rất lạ thế đấy. Trường hợp mà dãy A mà là ngẫu nhiên ấy thì nó xếp rất là nhanh, còn A mà sắp xếp từ đầu tăng đúng rồi thì nó sẽ rất là chậm. Thì là chúng ta sẽ tự kiểm tra trường xấu nhất là cái gì nhé. Trường hợp A mà xếp tăng rồi thì như sau đây, A này, A đây nhé. Đây là cái F đây. A tăng dần dần được không? Từ đó khi mà tôi gọi cái giá trị pivot của chúng ta là cái gì? Nó chính là bằng là A, chính là bằng A left. Đúng không nào? Vậy từ đây suy ra là cái thuật toán partition này nó trả về cái gì? Nó trả về chính vị trí này. Vì là ở bên phải lớn hơn mà. Cho nên khi tôi suy ra là cái P này, cái P nó chính là bằng left. Đấy. Mà các bạn có hiểu không vì sao P bằng left không? Vì đây là left, đây là left này, đây là right nhé. Thì cái partition nó trả về cái vị trí sao cho là ở bên trái là nhỏ hơn AP, bên phải là hơn AP. Nhưng mà A xếp tăng rồi thì suy ra cái P nó phải nằm chính bên trái thôi. Vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra là cái quick sort này là nó có cái thích thức lại là n trừ 1 phần tử. Vậy suy ra cái gì? Vậy suy ra như sau. Vậy suy ra là như sau. Vậy suy ra là tn nó sẽ bằng là o 1 cộng với là t cộng với on cộng với là tn n trừ 1. Không có công thức này. Anh nhắc lại công thức này này. Vì sao như vậy là vì như này nhé. Cái này này, cái partition này là mất on này. Cái trường này là nó có mọi trường này nhé, đây này. Trường hợp mà a mà sắp tăng dần đều tăng dần thì như sau này.
thì cái dòng P bằng partition gì đó nó sẽ mất là ON thời gian. Cái quick sort đầu tiên ấy, cái gọi đầu tiên ấy, quick sort left P, nó có hai phần tử thôi vì P chính là bằng left mà, cho nên cái này nó sẽ là 01 thời gian. Còn quick sort lần thứ hai, cái quick sort mà gọi lần thứ hai đó là A này, P cộng 1 này và Y, thì cái này nó sẽ là ON chỉ 1, chính là ON, bên đây nó chính là ON. Hay là gì, hay là ta có gì không, đây là chính là TN chứ, vậy sẽ ta có là TN bằng TN chỉ 1 cộng với ON. Thế thì suy ngay có thể thấy được ngay là vậy sẽ là TN nó sẽ bằng là ON bình phương. Đó. Như vậy là trường hợp mà nếu mà A mà sắp xếp mà tăng dần hoặc giảm dần thế thôi thì phần là chạy rất là chậm, chạy tương đương với N bình phương mà chạy rất là chậm. Đó là trường hợp xấu nhất. Bây giờ chúng ta xem trường hợp trung bình đó là cái gì. Đấy, trường hợp trung bình nhé. Mình xét trường hợp trung bình này. Đây mà trường hợp là hay nhất đây. Trường hợp trung bình nhé. Được chưa? Này, trường trung bình nhé. Ta nhớ lại cái chỗ đó sắp xếp là với lại để cho bạn nhớ nhé, để chúng ta có thể làm được này. Đây là quick sort này. A này, left này, y này. Đầu tiên là P bằng partition. Left, y. Sao giúp bạn gọi để quy quick sort. A từ left đến P trừ 1 và quick sort. A P cộng 1 đến Y. Được chưa? Đấy. Thì các bạn thấy nhé, đền có các ngành nhé. Thì đây là left right này. Đầu là cuối đi nhé. Đây vị trí đây, vị trí P này, vị trí ở giữa này nhé. Các bạn thấy không nhé, là TN nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng cái này này. À, cái này là từ đầu cho bên một, cái này là chính là T của P. Còn cái này này, cái này là chính là T của N trừ P. Cái này này chính là 0N. Vậy ta có như sau. Là TN nó sẽ bằng như sau. Nó sẽ bằng là T của, còn cái này là P trừ 1 thôi. Cái này là P trừ 1 nhé, bằng là P trừ 1 cộng với T của N trừ P cộng với ON. Đấy, đã có công thức này trong trường hợp tổng quát. P là một giá trị nào đó nằm ở giữa đầu và cuối này. Thì trong trường hợp mà đây, phát hiện đây nhé, trong trường hợp mà xấu nhất tức là P luôn bằng 1. Luôn một thì ta có là gì, ta có là TN bằng T của N trừ 1 cộng với ON. Và đây suy ra như chưa nói đấy, đây suy ra là TN bằng ON bình phương. Xấu nhất, trường hợp mà là tốt nhất là gì? Tốt nhất mà khi mà P bằng N chia 2, N chia 2 thì ta có như sau. Thì ta có là TN, cái này là N chia 2, cái này là N chia 2, vậy sẽ bằng là 2 lần TN chia 2 cộng với ON là trường hợp tốt nhất.
Công thức này là công thức giống hệt như là công thức đối với là sắp xếp trộn. Thì suy ra nó sẽ bằng là O N log N. Trường hợp tốt nhất cũng là một ngày. Bây giờ trường hợp trung bình thì nó khó hơn nhiều. Trường hợp trung bình thì chúng ta làm như sau. Trung bình thì là như thế nào? Trung bình thì là như thế này nhá. Trung bình thì người ta làm như thế này. Đây tôi chỉ nói cái phác thảo thôi, còn chúng ta sẽ đây. Trường trung bình là như thế này nhé. Trường hợp trung bình là gì? Là cái P này, cái P này là trường trung bình là P nó sẽ phân bổ đều. Phân bổ đều từ 1 cho đến từ 1 đến N. Và mỗi cái giá trị như vậy là nó sẽ mà xác suất của nó gặp lại là 1 trên N. Vậy suy ra cái gì? Chúng ta có thể tính cộng lại, chúng ta chia đều ra. Chúng ta có số đây này. Và mỗi lần phân bổ như vậy, mỗi phân bổ của P là có cái xác suất. Xác suất là 1 trên N. Vậy thì suy ra con số đây này. Để suy ra là trong trường trung bình nó làm như sau nhé. Cái này chỉ là lấy lưu lượng thôi. Là TN nó sẽ bằng như sau. TN nó sẽ bằng tổng tất cả những cái thằng kia, thằng là này, tổng tất cả những cái dạng như này, dạng này t bằng pn trừ một cộng tn trừ p, đấy, cộng lại với nhau và chia cho n thì thành ra là như sau. Nó sẽ bằng như thế này, nó sẽ bằng là như sau này, nó sẽ bằng là hai lần hai trên n của T0 cộng T1 cộng TN chỉ một cái thằng gặp hai lần chia đều chia cho N hai lần xong chia cho N vì là xác suất của nó là bằng một gặp nhau là 1 trên 1 N và chỗ này là cộng N. Cái này là công thức tổng quát trong trường hợp trung bình, cái này là một bài toán hoàn toàn là học sinh lớp 11, 12 là hoàn toàn hiểu, và đây chúng ta có thể cho một tập cho học sinh chứng minh được, nhưng có thể chứng minh là một cái định lý như này là từ công thức trên suy ra là TN sẽ bằng là O của N log N. Còn là biết chú ý nào thì nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà học sinh mô thông hoàn toàn là hiểu được. Thì các bạn hay là tôi đã viết cuốn sách về cái này, các bạn có thể mở cuốn sách ra các bạn xem chú ý của tôi. Trong chú ý nó rất là tương đối với học sinh khá giỏi của môn toán. Đây là cái chú ý này hoàn toàn là toán học nhé. Là hoàn toàn là con hiểu được, các bạn có thể mở cuốn sách ra các bạn xem. Do đó mà ta suy ra như sau này. Vậy bây giờ chúng ta kết luận là gì? Kết luận là chúng ta có hai cái, bây giờ chúng ta có một cái bảng sau đây mô tả cái thuật toán trộn và thuật toán sắp xếp nhanh, đúng không? Để sắp xếp trộn. Đây là sắp xếp nhanh. Bây giờ trường hợp là tốt nhất, trường hợp trung bình, mà trường hợp xấu nhất nhé. Thì đối với sắp trộn chúng ta xem rồi là tất cả nó giống thật nhau, cho nên là nó tất cả đều như thế hết. Cái mức độ thuật toán của nó, mức độ theo của nó là n log n hết. Trong cả ba trường hợp. O n log n. Còn sắp xếp nhanh thì chúng ta đã biết là sắp xếp tốt nhất của nó vẫn là O N log N. Ở đây ta vừa chứng minh xong ở trên này, vừa viết chữ ra xong là N log N. Còn xấu nhất của nó là O N bình phương.
Cho nên là với sao xếp nhanh thì chúng ta cảm giác là nó chậm hơn, tồi hơn cái sao xếp trộn, vì chiều số nhất của nó là UN là bình phương. Còn hai trường hợp này là nó giống nhau, giống với thằng sao xếp trộn, nhưng mà thực tế các bạn vừa nhìn đấy là nó sao xếp của nó là nhanh hơn hẳn so với sao xếp trộn. Cái đánh giá theo đó này là vẫn hay nhất từ xưa đến nay, xếp nhanh làm cho rất là nhanh, rất là hay, và nó chứng minh rằng cái phương pháp mà chi để trị nó đã làm được rất tốt đối với trường hợp là sắp xếp và nhanh. Ra luôn một chút là hiện nay trong chương trình mà của bộ mình nhất, trong trình môn tin học ấy, thì lớp 10 thì là chỉ học lớp 10 là chỉ học lập trình Python cơ bản, nhưng mà lớp 11 bắt đầu học về kỹ thuật lập trình, và lớp 11 là có hẳn 64 tiết dạy trong cái môn thuật toán này, và trong đó có hẳn một chương nói về chi để trị. Hiện nay các sách giáo khoa thì đang chưa ra nên chưa biết là họ sẽ trình bày cái gì. Đấy, thì sách giáo khoa của mà do tôi phụ trách ở bên nhà giáo dục thì tôi biết, tôi chỉ nói cái này thôi, không trình bày cái xếp nhanh, chỉ trình bày xếp trộn thôi. Nhưng mà xếp nhanh là cái mà theo tôi rất là hay, thì giáo viên cũng nên biết để có thể dạy cho học sinh, nếu học sinh nào muốn học. Đấy là tạm thời như vậy nhé. Còn hiện nay là nhà nước mình có rất nhiều sách giáo khoa, hiểu sách khác như thế nào là chưa rõ. Nhưng mà sách trộn này sẽ được học từ cái thuật thuật toán chi là chi này sẽ được học từ lớp 11. Đó, học cái này. Như vậy là với chương trình mới của sách giáo khoa thì học sinh là lần đầu tiên tiếp cận với mô hình thuật toán, mà từ trước nay là hoàn toàn không có. Từ trước nay là có thi sinh giỏi rất là nhiều, thậm chí học sinh được học luyện để mà thi quốc tế, nhưng mà chưa bao giờ được học một cách bài bản về thuật toán cả. Thì đây là cái lần đầu tiên học sinh sẽ được học về thuật toán này. Trong đó là cái phần chi để trị là một trong cái chương rất quan trọng của cái thuyết thuật toán, được chưa? Đấy. Như vậy là tới đây là chúng ta sẽ tới đây là kết thúc cái chương về chi để trị, cũng là theo tôi là cái đây là cái chương chính nhất, quan trọng nhất đấy. Bây giờ tôi sẽ có thời gian tôi sẽ nói tiếp sang luôn phần tiếp theo nhé, phần cái chương tiếp theo. Đúng là để buổi sau tôi nói luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái chương tiếp theo. Chúng ta dừng ở đây là kết thúc cái chương này nhé. Bây giờ chúng ta sang chương tiếp theo là chương 5. Thì trước kia tôi dự kiến là tôi sẽ trình bày cái theo như cái dự kiến mình ban đầu, trình bày hai cái chương. Một là cái chương về tham lam, hai là chương là khuấy động. Mà hôm nay tôi sẽ lúc này tôi quyết định sẽ dừng lại, và tôi nói sang cái một cái phần khác, sang cái chương mà trong lớp trước chưa dạy về cái sắp xếp, về cái tham lam và quy động, thì hai cái đó không có trong chương trình lớp 12 nó không có. Nhưng mà nó có cái phần là trong lớp 12 nó có cái chương trình về các cấu trúc dữ liệu cơ bản, trong đó có học về cấu trúc cây và đồ thị. Trên tôi sẽ nói sang các chương 5 là một số cấu trúc dữ liệu cơ bản, nhanh để các bạn tìm hiểu nhanh. Cái này là cũng học lướt thôi. Một số cấu trúc dữ liệu cơ bản trong lý thuyết thuật toán nhé. Trong lý thuyết thì khi nói về thuật toán thì phải nói cấu trúc dữ liệu rồi, vì trên về thuật toán phụ thuộc vào dữ liệu, cấu trúc dữ liệu khác nhau thì thuật toán nó sẽ khác nhau. Đó. Thì tôi sẽ trình bày trong phần này là mấy cái hình sau đây này. Thứ nhất tôi sẽ trình bày về cái khái niệm là ngăn xếp và hàng đợi. Ngăn xếp hàng đợi, hai cái cấu trúc rất đơn giản nhưng mà rất là hay. Rất là lợi hại. Cái thứ hai, trình bày cái thứ hai là cấu trúc mà danh sách liên kết. Cấu trúc thứ ba tôi sẽ nói là về cấu trúc
hàng đầu ưu tiên. Đấy. Hàng đầu ưu tiên. Hay còn hay là gọi là cấu trúc HIP, cấu trúc đóng HIP nhé. Và thứ tư là nói về cái cấu trúc cây, cấu trúc cây. Được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu đi vào cái việc đầu tiên là cái phần là làm quen luôn là cái khái niệm là ngăn xếp và hàng đợi. Tôi sẽ nói về ngăn xếp trước nhé. Ngăn xếp tiếng Anh nó là stack. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu phải tìm hiểu một cấu trúc dữ liệu nó khác so với cấu trúc mà chúng ta biết là cấu trúc list. Chúng ta biết cấu trúc là mảng, là list là mảng, chúng ta biết rồi rất là nhiều. Nhưng mà stack thì nó lại khác hẳn. Stack là một cấu trúc nó đơn giản hơn nhiều so với mảng, so với dãy. Mặc dù nó vẫn là cấu trúc tuyến tính nhưng mà nó là cấu trúc mức độ đơn giản hơn rất là nhiều lần. Thì nó là như sau nhé. Thì ngăn xếp là cái gì? Ngăn xếp là cấu trúc là như sau. Nó vẫn là cấu trúc tuyến tính, được chưa? Thì ngăn xếp là như này, về định nghĩa nhé. Là cấu trúc mà ngăn xếp, tức là cái cấu trúc mà nó là giống như ngăn xếp hay giống như một cái vali, giống như một cái tủ sách vậy. Ngăn xếp này thì nó là cái gì? Định nghĩa ngăn xếp này là như này, nó là một cấu trúc tuyến tính. Cấu trúc tuyến tính. Mà nó có cái dạng có cái mô hình là gọi là cũng chỉ là vào sau ra trước, vào sau ra trước. Hay nó gọi là LIFO. Ngay mình ta hiểu ngay cái là cái gì? LIFO là tiếng Anh là last in, nhưng mà là first out. Thì cấu trúc đó là cấu trúc là ngăn xếp. Chúng ta hãy dùng như là một cái vali quần áo, một vali sạch. Chúng ta xếp vào đây một cái quần, xếp cái áo, xếp cái quần. Thằng đi vào trước là ở phía dưới. Thằng xếp sau nó sẽ nổi lên trên. Đấy. Như vậy là nhưng mà khi lấy ra cùng ở đây cả, nhưng mà phần này như vậy vào sau thì ra trước. Lấy thằng này ra, thằng vào đầu tiên này là ở cuối cùng. À, thì cái này nó là hay các bạn nó xếp như thế này. Nó xếp nó đáy đi ở đáy này. Đấy, được chưa? Đấy. Thì cái phần này là nó là đáy. Cái này là phần này nó là đáy của ngăn xếp. Đấy. Cái phần trên này nó gọi là top ngăn xếp, là phần trên cùng cái đỉnh của ngăn xếp. Thế thì chúng ta chỉ có đưa vào hoặc lấy ra. Thì cấu trúc của ngăn xếp chỉ là đưa vào hoặc lấy ra, được chưa? Và như vậy mô hình ngăn xếp là như sau. Định nghĩa chính xác là như sau nhé. Định nghĩa chính xác này là stack. Chính xác là mô hình dữ liệu mà hỗ trợ bốn thao tác sau đây, bốn thao tác cơ bản sau nhé. Thao tác một là thao tác là tạo một cái stack rộng, ngăn xếp rộng. Thông thường nó yêu cầu là dữ liệu S thì bằng cái lệnh là stack như này. Stack tạo ngăn rỗng như này. Tạo một stack rỗng, ngăn rỗng là thao tác thứ nhất. Thao tác thứ hai là đưa một phần tử vào. Đưa một phần tử. Vào ngăn xếp. Nhất. Đó. Thì thao tác thứ hai này nó có tên là gì? Nó có tên là push. Nó có tên là push.
là nó đưa cái phần tử x vào ngăn xếp s xì, phần tử x bằng 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 ngăn xếp s xì, đưa nó đưa vào. Như vậy là các đưa vào là các này, đây là push này. Đấy. Các thứ ba là xong là lấy ra. Lấy ra, lấy ra, lấy một từ. Lấy một phần tử ra khỏi ngăn xếp. Thì cái này nó gọi là lệnh, nó gọi là lệnh pop. Pop s nó trả về giá trị là làm phần tử có xếp bằng không, lấy ra khỏi ngăn xếp luôn. Và cuối cùng là làm cái lệnh nữa, nó lệnh là kiểm tra. Kiểm tra xem s thì có rỗng hay không. Có rỗng hay không. Cái này nó gọi là is empty. Empty s. Vậy s là một đối tượng ngăn xếp, và nó chỉ cần định nghĩa bốn lệnh nữa thôi. Bốn lệnh. Và yêu cầu của ngăn xếp là gì? Là tất cả lệnh này đều là không một thời gian hết. Chúng ta rất quan trọng, cái này rất quan trọng đối với người làm dịch vụ thông tin về phòng máy tính đấy, là yêu cầu tất cả phải là không một thời gian, không được phép lâu hơn. Mặc dù là SC có thể nó rất là dài, SC rất lớn, nhưng mà lấy vào và lấy ra phải là thời gian rất nhanh, không một. Bạn thấy là cái vali cũng để rất nhiều, nhưng chúng ta bỏ một đồ vào vali chỉ mất không một thời gian thôi, tắt là xong. Mở ra mà lấy ra, chỉ lấy ra là cũng không một thời gian, yêu cầu nó phải là không một thời gian hết. Đây chính là cái, đây gần như là cái định nghĩa của cái mà mô hình là stack, được chưa? Rồi, thế thì chúng ta dừng lại đây và chúng ta sẽ lập trình luôn. Bây giờ vì stack rất đơn giản, chúng ta có thể là lập trình mô phỏng ở trên Python cái mô hình stack, mà chúng ta sử dụng ngay cái mô hình là dùng ngay cái list, cái list của Python đóng vai trò như là một stack, cái list. Ở trong khi chúng ta tạo một cái list chẳng hạn, ví dụ a là một cái dãy phân tử nhé, a1 a2 an như này, tính a0 đi, a1 thì cái phân tử này, cái coi như cho hiểu đây là một cái là một cái stack, thì phần tử này là chính là phần tử top này, phần tử đây chính là phần tử top của nó, đây là đáy này. Đấy. Và đây là một cái list, và chúng ta có thể là dễ dàng để lập trình để tạo ra bốn hàm này. Để chúng ta làm thử nhé, và chúng ta kiểm tra xem là với cái mô hình mà dùng list của Python để tạo ra stack thì nó có hỗ trợ như này không, nó hỗ trợ là không một thời gian không nhé. Đấy. Bây giờ tôi sẽ làm một dòng luôn. Lập trình luôn là chúng ta tạo một cái thư viện mà tạo ra cái em tạo ngăn xếp, tạo đối tượng ngăn xếp, đối tượng ngăn xếp nhé. Nếu ok thì ta dùng luôn, ta làm này và ta dùng mãi mãi về sau, ta ghi vào cái là steps chúng ta làm trước nhé. Thì rất là hay, rất là may mắn là đối với cái đối tượng list trong Python thì cái thư viện này là hoàn toàn là trùng khít với cái này. Thì tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Đây. Chúng ta sẽ viết ngay ở đây là bốn cái hàm. Chúng ta tạo bốn cái hàm này. Hàm này là 1, hàm này là 2, 3, 4 nhé. Rồi chúng ta làm luôn đây này. Def này, stack này. Đây là bây giờ tạo một cái thư mục, tạo một cái stack rỗng. Stack của chúng ta là gì? Stack của chúng ta là ta sẽ dùng là list, chúng ta làm như sau. Return. Đây, return cái một cái dãy rỗng. Đó là lệnh đầu tiên. Lệnh tạo này có thấy lệnh là lệnh tạo một cái list rỗng vẫn là không một thời gian. Thế ra là chuẩn. Bây giờ chúng ta làm cái lệnh thứ hai là is empty nhé. Kiểm tra xem s này là rỗng hay là không. Nếu mà rỗng thì trả về là true, nếu mà không rỗng trả về là false, mà vẫn phải yêu cầu là gì? Yêu cầu là không một thời gian.
không một thời gian nhé. Chúng ta làm thử. Rất là may là nó rất là nhiều bạn rồi. Thì bạn thấy là cái S là một dãy mà, là một cái list, cho nên là S là rộng khi chỉ khi là khi chỉ khi là cơ bản là không. Bây giờ làm ngay nhỉ. Return len S. Nếu mà là len S bằng 0, tức là S là rỗng, thì nó trả về cái này là trả về true. Nếu bằng này, true. Còn nếu mà len của S mà lớn hơn 0, là S không rỗng, thì nó trả về là form, chuẩn xác. Mà lệnh này là lệnh cho thấy này cũng chỉ mất không một thời gian. Bây giờ chúng ta làm cái lệnh là lệnh gì? Là đưa một phần tử vào, là lệnh push S X. Yeah. Kiểm tra xem là nó là không một thời gian không, thì rất may là đúng một thời gian, và chúng ta bổ sung bằng lệnh gì? Bằng lệnh append. Đấy. Thì cái lệnh này, cái lệnh append này rất là may ở trong đối với list, thì cái lệnh này là mất không một thời gian. Các bạn chú ý nhớ luôn nhé. Đối với list là nó phức tạp, mà cái lệnh append, lệnh bổ sung phần tử vào cuối của dãy, lệnh này là mất không một thời gian. Vì chúng ta làm tiếp lệnh là lấy ra phần tử của đầu. Để chúng ta làm lệnh lấy ra, bây giờ chúng ta làm lệnh là vừa là đưa vào thì bằng lệnh là append thì ok rồi, mà lấy ra bằng lệnh gì? Đây chúng ta làm lệnh là for s, lệnh này sẽ trả về cái phân tử cuối cùng của dãy. Thì rất may là ở trong Python có sẵn lệnh đó rồi, chính là lệnh for. Chúng ta return s lệnh này lệnh pop này đấy, mà ở trong Python thì lệnh pop này vẫn là lệnh không một thời gian, cho nên cái lệnh này như vậy là chúng ta sẽ dùng cái lệnh là s pop ở trong Python nhé. Mà lệnh này cũng là không một thời gian, lệnh này là không một thời gian. Và chúng ta vừa mới thiết lập xong được cả bốn cái hàm rất đơn giản của stack, mà các cái hàm này của nó thì là hoàn toàn là không một thời gian hết, và như vậy nó hỗ trợ chuẩn, là cái mô hình đang xếp chuẩn, được chưa? Để chúng ta có thể làm thử nghiệm nhé. Bây giờ tôi cho một dãy nào đó nhé, để 2 3 4 1 không này nhé. Sau tôi sẽ lượt tôi đưa các phần tử này vào S, vào stack. Sau tôi lấy ra in ra thử nhé, từng phần tử một cho nó xem nhé. Đây, đầu tiên mình viết lệnh S bằng stack rỗng này, sau là for i cùng for a in a này là, thì tôi lệnh là push s a, đưa vào a, đưa cái a này vào s, và bây giờ tôi sẽ print, vì s nó là một cái list mà tôi in ra được. Xong việc tôi bắt đầu pop này, bắt đầu tôi pop nhé, for in chúng ta chỉ để kê thôi, không cần đặt cái đó, tôi biết là print for i in range len tôi chỉ lặp số lần thôi, và tôi print cái lệnh pop ra, print pop s, đưa vào này, tôi in ra, lấy ra đây tôi in đi từ đó kiểm tra nhé. Xem như vậy có chúng ta là 2 3 4 1 0, đưa vào nhé, kiểm tra một chút này,
đây này, khi đưa vào nhé thì S nó là cái này, khi pop ra nó pop, nó pop ra nó pop không trước rồi, sau nó pop 1 này, nó pop 4 này, sau pop 3, pop 2, vậy là vào sau ra, vào sau ra trước. Cái không này vào, vào sau cùng thì lại thể ra ra trước, số 2 này vào đầu tiên thì ra sau cùng. Nên đây cái này như vậy, đây đúng là cái mô hình là stack thực sự, được chưa? Đấy, bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo là nó về hàng đợi nhé. Đợi. Đây là, đây là nghĩa sang phần thứ hai là hàng đợi, năm hai là hàng đợi. Hàng đợi thì anh gọi là queue, queue hàng đợi. Hàng đợi nó là một cái, hàng đợi nó là một cái mô hình vi tính, nó gần giống như là stack mà nó ngược lại so với stack. Đây, hàng đợi là cái mô hình, một cái mô hình như thế này. Mô hình của nó là, mô hình của nó là vào giống như hàng đợi thật, tức là vào trước ra trước. Như người xếp hàng ấy, mô hình của nó là vào, vào trước ra trước, mỗi có một đầu ra một đầu vào thôi. Vào trước ra trước, hay là FIFO, FIFO tức là first in, first out. Đây, như là người xếp hàng đây, người ta xếp hàng ở đây đúng không? Thì vào đây là xếp hàng đi vào cuối, đầu hàng là đi ra. Đấy. Thì là ai, ai xếp hàng trước thì xếp hàng trước thì ra trước, sau ra sau. Thì động tác mà đưa vào như này thì nó gọi là ăn queue. Queue. Còn lấy ra nó gọi là đề queue. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ định nghĩa chính xác cái cấu trúc tuyến tính. Nó hơi giống stack nhưng mà nó ngược lại so với stack định nghĩa. Như vậy là cái hàng đợi là một cấu trúc tuyến tính. Cấu trúc tuyến tính và thỏa mãn bốn điều sau đây cũng như trên, và chúng ta phải yêu cầu là thỏa mãn bốn thao tác sau. Mời bắt đầu nhé. Sau ta làm cẩn thận ở trên, trên Python là cái gì nhé. Một này, một là tạo hàng đợi rỗng, tạo hàng đợi rỗng. Thì lệnh nó là lệnh là Q sẽ bằng là Q, Q như này. Được chưa? Hai là, đưa một phần tử, đưa một phần tử vào hàng đợi, vào hàng đợi, hàng đợi. Thì dùng lệnh là gì? Dùng lệnh là ăn Q. Quy x đây, đưa x vào đây, đưa x vào và hàng đợi là như thế này, dùng lệnh này ăn kim. Lệnh thứ ba là lấy phần tử ra hàng đợi, lấy một phần tử, một phần tử ra là đây, lấy ra là đây, thì nó là đề q, đề q quy, đúng một lệnh đây nhé. Và cuối cùng vẫn là cái lệnh thứ tư, là cái lệnh là kiểm tra xem nó là rộng hay không, kiểm tra hàng đợi là rộng hay không, kiểm tra hàng đợi rộng hay không. Là lệnh là is empty. Và yêu cầu nữa là tất cả các này đều phải là không một thời gian, rất quan trọng, vô cùng quan trọng luôn. Giống như là đúng stack, bởi vì nó làm cấu trúc dữ liệu rất là đơn giản. Các bạn thấy như vậy, cái thằng này là nó yêu cầu tất cả đều phải là không một thời gian hết, thấy không nào? Thì thằng này cũng vậy, yêu cầu tất cả các lệnh này đối với hàng đợi đều phải là không một thời gian, được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ rằng chúng ta làm ngay một cái diện. Chúng ta sẽ làm thử, đặt thử, viết thử một cái hàm trên tạo ra cái hàm đợi này với cái chúng ta làm thử là trên cái dữ liệu là list
là cục của Python, tạo một cái thư, một cái viện đó nhé, làm thử cái này xem nó có đúng là thỏa mãn cái này không. Chúng ta làm thử này. Bây giờ tạo một cái nữa là tạo cấu trúc mong đợi bằng list trong Python. Tức là chúng ta sẽ tạo ra cái hàng đợi, nó là một dãy, nó là một dãy kiểu A như thế này, đúng không? A là bằng như này, A0, A1, AN như này. Và đây là cuối hàng đợi, đây là đầu hàng đợi ở đây. Đầu đây là cuối, đầu của cái A là đầu, đèn là cuối, thấy chưa? Đó. Thì được chưa? Thì chúng ta làm thử nhé. Thì cái này là cái gì? Đấy, nó giống như là stack, chúng ta làm thử này. Đây, chúng ta bắt đầu làm thử luôn nhé, rất đơn giản, làm ngay bây giờ. Đầu tiên là cái lệnh, cái thao tác là tạo rỗng def q như thế này, tạo hàng hợp tập, hàng đợi rỗng. Thì chúng ta làm rất đơn giản, chúng ta return này thôi. Rất đơn giản. Cái này, cái lệnh này là 01 thời gian chuẩn, O1 thời gian chuẩn là 01, đúng. Ta làm cái lệnh thứ hai là cái lệnh là kiểm tra xem nó có là giống hay không. Thì Q là một dãy. Thì chúng ta làm giống như là đối với stack. Đây, ta làm giống cái này này. Đây, ý thức cái này. Như vậy nhé, return là len của quy bằng không. Nếu mà quy ở rỗng thì len quy bằng không, như vậy là cái này là đúng, chẳng phải là true. Còn nếu mà quy là khác rỗng, len quy lớn hơn không, thì lệnh này cái so sánh này là sai, nó chẳng phải là false, mà cái lệnh này là hoàn toàn là không một thời gian, cho nên cái hàm này vẫn là không một thời gian. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái lệnh là unq, là đưa phần tử unq đưa vào phần tử x và q nhé. Thì chúng ta dùng cái lệnh append như bình thường. Unq là gì? Chúng ta đưa vào cụ như này này, unq đây chính là unq này, đây là unq nhé. Còn cái này là đề q, là đề q. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái lệnh này, đây anh kêu chúng ta dùng lệnh gì? Đó là lệnh quy pen x, đơn giản như vậy thôi. Thì lệnh là pen chúng ta biết rồi, cái này là không một thời gian chuẩn xác. Như vậy là cả ba lệnh này đều là không một thời gian chính xác hoàn toàn. Chúng ta làm nốt lại cái cục def là dq quy, nó sẽ phải trả về, lấy ra khỏi quy và trả về cái vị trí A0 này. Thì ở trong Python nó có đúng lệnh như vậy, thì đó là lệnh là gì, nó là lệnh lệnh quy, nó lệnh là pop, nhưng mà không phải là pop không, là pop không. Cái lệnh pop của Python đối với dãy là lệnh tổng quát nhé, lệnh tổng quát là pop y, pop y. Thì nó lấy ra phần tử thứ y của một list. Ở đây chúng ta là vì cái A nó cái đầu, vì chúng ta chọn cái vị trí này là vị trí đầu dãy mà. Đây là cái đầu đây. Đây là cái lấy ra là phải dùng cái lệnh là pop 0. Thì ở đây nó sẽ là pop 0. Đó. Thế bây giờ tôi mới hỏi là cái pop 0 này nó là bao nhiêu thời gian, thì rất là tiếc là cái thuật toán này này, cái lệnh đối với dãy thì cái lệnh là pop 0 này là mất là on thời gian. Đấy, cho nên là cách làm của chúng ta thì cái này là ok, cái phần đầu tiên này là ok, không một thời gian chuẩn, cái này là không một thời gian là chuẩn, cái này không một thời gian là chuẩn, nhưng riêng cái này thì không được, cái này thì không phải, cái này nó là gì, cái này nó là không on thời gian. Cho nên là suy ra cái gì, suy ra như sau này là sử dụng dãy, sử dụng list để tạo ra các hàm đối với Q thì nó không thỏa mãn hết. Riêng cái anh đề Q này là nếu mà dùng list để làm nó sẽ là không bao giờ thời gian, như vậy nó không thỏa mãn cái điều kiện.
của cái một cái hàng đợi. Vậy suy ra cái gì vậy, như sau, gọi là đặc luận như sau, nhất là sử dụng list bình thường để làm hàng đợi thì không thỏa mãn hoàn toàn, không thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của hàng đợi. Mà bạn biết rồi, trong lý thuyết thuật toán ấy, mà đổi từ không một sang khối n là học hết công việc, là sẽ hỏng hết toàn bộ tất cả mọi thứ. Chúng ta sau này này thuật toán của chúng ta là nó dựa trên ý tưởng là cái đề Q của một hàng đợi là phải là không một thời gian thì nó mới đúng, còn nó chuyển lên thành không n ra thì nó sẽ cả thuật toán sẽ chậm rất là nhiều. Cho nên là dùng cái list của Python, làm dùng list trực tiếp để tạo ra cái đối tượng hàng đợi thì nó có thể là sai, tức là làm sai về mặt thời gian thuật toán thôi, chứ còn ta vẫn dùng nó, ta vẫn làm như bình thường. Chỉ khác là chỉ có một điều sai là sai không đúng về thời gian thuật toán, còn về thao tác thì vẫn đúng hoàn toàn, vẫn làm vào trước ra trước này, đấy là hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể copy và các bạn làm thử a bằng 1 2 3. Và chúng ta làm thử, chúng ta dùng lệnh là q bằng q như thế này, đúng không? Thêm cái e nữa sao? Đấy. Rồi, xong chúng ta for in a, chúng ta là unq à, sau đó chúng ta sẽ print q để xem khi nào nó list nó in ra được. Sau đó chúng ta sẽ đề q này for in range length print the q ra the q q chạy thử nhé. Chưa ghi tờ ghi đó, cái này là q nhé. Đấy. Như vậy là gì? Chúng ta cho vào một lần là 1 2 3 4, mà khi lấy ra sẽ là 1 2 4. Như vậy là vào trước ra trước, một vào trước này ra trước này, hai vào sau một ra sau này, ba vào sau hai ra sau, bốn sau cùng ra sau cùng. Như vậy thật đúng thứ tự là đúng là vào sau, vào trước ra trước, đúng là hàng đợi thật sự, như là cái mô hình xếp hàng bình thường, ai sẽ vào trước thì sẽ được mua trước, ai sẽ vào sau thì phải đợi lần lượt sẽ đi vào. Như vậy là cái mô hình ở đây là lệnh này là đúng về mặt cấu trúc, về mặt mô hình cấu trúc của hàng đợi là chuẩn xác, chỉ sai về thời gian chưa đó. Thì vì hết giờ là chúng ta, buổi sau chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái hàng đợi thật chuẩn xác, và không phải cái này không phải không n mà đây kia đúng là không một thời gian nhé. Thì là buổi sau chúng ta sẽ làm cái này. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ em cảm ơn thầy. Này đấy, khó một chút nhưng mà là chúng ta cũng phải biết đấy. Thôi chúng ta nghỉ thôi. Thầy ạ. À.